Cách đây ít ngày, một tài khoản đã bất ngờ giao bán gần 2 triệu dữ liệu eKYC trên một diễn đàn công nghệ, bao gồm video, email, số điện thoại và cả căn cước công dân. 2 triệu dữ liệu trên có hơn 90% là thuộc về người Việt Nam và đều là khách hàng của Onus, một ứng dụng đầu tư tiền ảo. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã liên hệ với đối tác bảo mật của Onus để tìm hiểu chi tiết vụ việc. Sự cố này nó xuất phát từ một cái lỗ hổng bảo mật mới được công bố gần đây, là lỗ hổng Log4Shell. Ngay lập tức sau khi mà Sitech có thông tin về lỗ hổng này thì chúng tôi đã cảnh báo đến các cái đối tác khách hàng của mình, trong đấy có Onus. Tuy nhiên thì cuộc tấn công này diễn ra trước đây vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 12. Và tại thời điểm đấy thì gần như là không có cái biện pháp nào được đưa ra để mà phòng chống cái lỗ hổng này. Từ các dữ liệu bị rò rỉ, kẻ xấu có thể thực hiện việc giả mạo danh tính để lừa đảo, tìm hiểu lịch sử giao dịch của nạn nhân. Thêm vào đó, địa chỉ email và số điện thoại lộ ra cũng sẽ bị các tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo làm phiền. Các dự án về blockchain hiện nay đang phát triển rất là nhanh và nóng. Điều đó nó đi kèm với cái việc là người ta đã bỏ qua khá nhiều các nguyên tắc về phát triển, vận hành cũng như là giám sát về an toàn thông tin đối với dự án này. Trong quá khứ, dữ liệu người dùng Internet tại Việt Nam cũng đã không ít lần bị rò rỉ, gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Trao đổi với phóng viên VTV, ông Trần Quang Chiến, Giám đốc Onus xác nhận thông tin bị đánh mất dữ liệu là sự thật và khẳng định người dùng chưa bị tổn thất tài sản sau sự cố trên.